trại thanh xuân thu mua dế của khách hàng quen thuộc bán lâu năm về trang trại thanh xuân, bán rất là nhiều đợt. Ở đây cho cái này ra đây này. Ở đây Tuấn ơi, cho nước vào đây đi này, nóng quá này. Khi bà con mua giống của trang trại thanh xuân về nuôi ngay từ lứa đầu, bà con đã bán luôn sản phẩm về trang trại thanh xuân rồi. Chú ghi trong cái số di động của nhà xe và từ đó là có cùng ghế. Nhắn tin cho chú đi. Khách hàng ở tất cả các tỉnh thành đều có thể mua giống của trang trại Sơn và bán về được. Các khách hàng ở tỉnh miền Tây thì không gửi được dế sống, nhưng khách hàng ở từ miền Nam, Sài Gòn gửi về đây thì bà con gửi bằng dế sống và dế đông lạnh. Còn riêng ở miền Tây thì không thể gửi được dế sống, bởi vì nó đi, nếu mà vào thời tiết nó nóng quá thì nó sẽ hao hụt dế, nên bà con ở miền Tây nên đầu tư về dế đông lạnh, chuyên về dế đông lạnh. Tất cả các bà con trên khắp các tỉnh thành ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc đều bán dế sống hoặc dế lạnh gửi về. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con, nếu đi xa quá thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cách đóng thùng như thế nào và cho ăn. Ví dụ như bà con ở đi trong vòng 2 ngày thì bà con gửi thoải mái dế. Dế nó nhịn ăn, nhịn uống trong vòng 2 ngày vô tư, thoải mái. Đây mới gọi là giống dế Thái. Trang trại Thanh Xuân là người đầu tiên mang giống dế Thái về Việt Nam để chăn nuôi, nhân giống sinh sản và cấp giống cho bà con trên toàn quốc. Tất cả các giống dế Thái hiện nay mà các trại nuôi đều xuất phát điểm từ trang trại Thanh Xuân, là cái nôi đầu tiên của Việt Nam. Còn cái giống dế con nhỏ hơn đó là giống dế Nga, chứ không phải là giống dế Thái vàng. Mọi người hay gọi theo giống dế Thái vàng để bán cho nó dễ, nhưng thực ra nó là con dế Nga. Con dế này thì có ngày xưa trang trại Sơn bà con tua vào những video của trang trại Sơn từ những thời đầu tiên, thì bà con sẽ thấy là trang trại Sơn có cấp giống và bao tiêu cái sản phẩm này. Bà con khách cũng mang bán cho trang trại Sơn rất là nhiều, nhưng vì là cái sản phẩm này thì thường nuôi con nó bị nhỏ hơn và cánh nó cụt hơn. Đặc điểm nữa là con dế này nó đẻ nó sẽ mới và nó làm hỏng cái quả trứng nó mới dựng, hoặc là nó lấy răng nó làm cắn cái quả trứng. Vâng, nghe chú. Đấy. Nên là sản lượng thu hoạch lại cũng không được tốt lắm. Vâng, dế năm lớp mà dày thì chứ là sao? Và vâng, rồi, okay, dày cứng nhá, dày năm lớp dày cứng nhá. Chú thùng chú bìa gọi à? Chở về đây thì chở sang bên kia. Chở thêm con. Chị ơi, 10 cân rưỡi này. Đi là 10 cân rưỡi. 9, 10, 11, 12. Cái thùng 13 cân. Thùng kia bì là 10 nhá. Nước kia là 10. Khi bà con chăn nuôi có những phản hồi thì trang trại Thanh Xuân sẽ thay đổi giống, đó là du nhập về cái giống dế Thái. Thì trang trại Thanh Xuân thấy là giống này nuôi rất là ổn. Đấy, ba khách hàng nuôi này bán dóc mà chở rất là nắng, trời nắng to.
nóng phải đến 40 độ rồi. Mà bác có khách hàng trở về đây vẫn vô tư, an toàn tuyệt đối, bán dốc không còn một con dế nào trong thùng. Thì trang trại Xuân chuyển sang nuôi về dế Thái này. Mà con dế Thái nó là khí hậu của châu Á, nó thích hợp, thích nghi với thời tiết của Việt Nam. Còn cái giống dế Nga, tại sao? Bà con chăn nuôi rồi bà con sẽ biết, vào cái thời điểm nắng nóng thì trứng nó sẽ không đạt, trứng không bao giờ đạt được, nên là bà con nuôi có thể sẽ có những cái bất cập. Và cái thứ hai đó là dế nó nhỏ quá, mà chúng tôi xuất khẩu được cái con dế này, khách hàng nước ngoài người ta ưa chuộng cái con dế này bởi vì nó có đặc tính riêng của nó. Đây là người ta gọi là con dế mèm. Thì cái con dế mèm nó là vị, làm được cái vị thuốc, vị thuốc của bờ cối của em đâu. Lấy nó mà độ cho nóng, đỡ nóng. À, nó sẽ đem lại những cái lợi ích không hề nhỏ, và mình xuất khẩu và mình bán được, ăn rất là ngon, chất lượng. Vì vậy trang trại Anh Sơn quyết định đầu tư chuyên về cái con dế Thái này. Nếu mình nuôi hai con, ví dụ như con kia, con dế kia và con dế này kết hợp với nhau, nó sẽ lẫn lộn sang nhau, nó sẽ không tách được. Một trại mà nuôi hai loại dế nó sẽ lẫn lộn sang nhau. Và bù lại thì con dế này nuôi thời gian nó ngắn ngày hơn con đấy khoảng cỡ khoảng 5 hôm, 5 ngày đến 1 tuần. Và nuôi như vậy thì chi phí nó sẽ giảm hơn, mà con to hơn. Con nó sẽ to gấp rưỡi cái con dế đấy. Khi mà nó mọc chiều dài nó cũng dài hơn, chiều ngang nó cũng ngang, nó cũng to hơn. Và trứng nó đẻ đậu đạt cực kỳ nhiều. Và biết cách sơ chế thì ăn con dế này cực kỳ thơm ngon. Và chúng tôi đã làm được cái điều đó nhờ những chuyên gia của nước ngoài và cùng với Việt Nam mình để làm lên những cái sản phẩm từ côn trùng cực kỳ bổ dưỡng, thơm ngon. Và những cái sản phẩm khác ví dụ như là trứng kiến, nhộng ong, ve sầu, bọ xít rồi vân vân, thì chúng tôi cũng đã đáp ứng thêm cho các vị khách. Nên là trang trại chúng tôi sẽ được uy tín hơn rất là nhiều. Mặt khác, thời gian mà trang trại Xuân là những người đi đầu và làm được tất cả các giấy tờ thủ tục đáp ứng được nhu cầu của quý khách. Sắp tới đây thì bộ hồ sơ mới của trang trại Thanh Xuân hết hạn và đã được cấp phép lại, chuẩn bị sẽ quay để cho bà con được nắm được cái bộ hồ sơ đấy. Và chúng tôi làm để được những cái giấy tờ thủ tục đấy thì không phải là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Bà con có nhu cầu xin tham khảo tại website trangtraithanhxuan.com hoặc các kênh YouTube Trang Trại Thanh Xuân từ kênh 1 cho đến kênh 5. Bà con đánh Trang Trại Thanh Xuân kênh 1, viết không biết có dấu đầy đủ, viết cách bình thường ở trên YouTube sẽ thấy. Còn trang web thì bà con viết liền không dấu trangtraithanhxuan.com sẽ ra website hàng vài nghìn video tham khảo, hình ảnh giới thiệu rồi bằng các bài viết thì bà con có thể nắm được. Và bao tiêu hợp đồng đầy đủ cho bà con, giá cả không thay đổi, thu mua giá cao nhất cho bà con và đảm bảo tất cả mọi những cái yêu cầu bà con có thể tham khảo trước khi đầu tư vào chăn nuôi. Đây là những vị khách hàng chuyên nghiệp và bán đều. Đã làm hợp đồng với khách hàng thì chúng tôi sẽ phải đương đầu với tất cả những cái mà mình đã đưa ra
nên không phải ai cũng có thể làm được cái đầu ra, tự tin làm được cái đầu ra như thế này. Bà con chỉ việc chăn nuôi và yên tâm là mang sản phẩm tới trang trại Thanh Xuân để bán. Còn nếu như bà con mà nuôi xong mà mang sản phẩm về với trang trại Thanh Xuân hoặc là bà con xuất bán, lúc đấy bà con sẽ biết là ở đâu thu mua được, ở đâu không thu mua được. Bởi vì cái sản lượng bà con bán hàng ngày cho trang trại Thanh Xuân, có những ngày trang trại Thanh Xuân trả cho khách hàng tới vài chục triệu một ngày. Nếu như không tiêu thụ được đầu ra hoặc không mạnh, không bền, không khỏe về cái đầu ra thì bà con sẽ không bao giờ bán được cái giá như đã thỏa thuận trước nếu như không có hợp đồng. Và trại mua cũng không dám mua của bà con nếu như đầu ra của họ không bền vững, không khỏe, không mạnh, chỉ là bán giống thôi. Và lời hứa về việc bao tiêu nó là cả một cái vấn đề. Vì vậy chúng tôi cũng xin chia sẻ, bởi vì cũng rất nhiều thấy khách hàng cũng nói với trang trại Thanh Xuân rất nhiều những cái bất cập mà khi mà khách hàng đã vấp phải khi bán sản phẩm đầu ra. Em có lấy vào cho đỡ nắng, em ngồi gọn vào đỡ nắng rồi. Nên là chúng tôi chỉ cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm, rất cần đầu ra của bà con nên chúng tôi sẽ làm những cái gì tốt nhất về bao tiêu sản phẩm đầu ra, chứ không bắt ép quá đáng để bà con chịu thiệt thòi. Mà nhưng khi bà con làm cũng phải theo đúng cái hướng dẫn của trang trại Thanh Xuân để quên thì cứ quay vào em mặt em. Em đi chị cũng vừa nói chị quay, chị cứ quay theo. Làm theo đúng cái hướng dẫn mà bà con đã hợp đồng, hai bên đã ký hợp đồng phải làm đúng. Cái móc này cảm ơn bà con đã theo dõi video của trang trại Đinh Sơn.